À, sư cho con hỏi tại sao trong 8 điều kiện để Đức Phật thọ ký có một điều người đó phải là đàn ông, nếu thân nữ muốn phát nguyện thì phải chuyển thân nam vậy sư? Bởi vì khi mà chúng ta vung bồi ba la mật, ví dụ như là vị Bồ Tát về trí tuệ là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thì giai đoạn phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời là không cần mang thân nữ, không cần mang thân nam. Tức là quý vị vẫn có thể mang thân nữ trong giai đoạn phát nguyện trong tâm và phát nguyện thành lời. Nhưng khi chúng ta dành tới 16 A Tăng Kỳ để vung bồi các phước của bậc đại nhân thì tự nhiên đức tánh người nữ không còn nữa. Hiểu không? Tại vì đức tánh gì là đức tánh của người nữ không còn nữa? Sống một mình, làm chỗ dựa cho chúng sanh, tức là mình làm cây đa cây đề cho chúng sanh nương tựa. Sống một mình, không ưa con cái, không ưa lập gia đình, không ưa đời sống vợ chồng, ưa thích độc cư, không thích quần tụ đám đông. Thì những đặc tính của người nữ mình bỏ tới 20 A Tăng Kỳ, mình bỏ tới 16 A Tăng Kỳ, thì tới cái 4 A Tăng Kỳ còn lại tự nhiên cái tánh nữ nó hết trơn rồi. Thì khi tánh nữ nó không còn nữa, tự nhiên mình mang thân nam. Nó đơn giản như vậy. Chứ ở đây không hề có sự phân biệt kỳ thị giới tính thì không có. Mà tại vì tới thời điểm đó coi như tánh nữ bao nhiêu là tôi bỏ hết rồi, tôi tu tập toàn là tánh của bậc đại nhân không à, thì tự nhiên mình mang thân nam, đơn giản thế ha.